Các bạn thân mến, tập đầu tiên của chương trình Sau Một Thời Gian The Cover Show vừa mới ra mắt nhưng mà đã tạo ngay được tiếng vang rất lớn trong làng nhạc Việt. Điều rất là đặc biệt với chương trình đó là đây là một chương trình hoàn toàn thiên về nghệ thuật, về âm nhạc. Hôm nay chúng ta có một nhân vật. Bạn ấy chính là người chiến thắng của tập đầu tiên của The Cover Show Sau Một Thời Gian. Và xin mời em tự giới thiệu bản thân. Dạ, chào Ly, chào mọi người. Mình tên là Trọng Đức và rất may mắn khi mình trở thành người chiến thắng đầu tiên của Sau Một Thời Gian The Cover Show. Anh thắc mắc là cái cơ duyên nào đã làm em đến với chương trình The Cover Show Sau Một Thời Gian? Em quen biết ai trong chương trình này? Ai là người đứng đằng sau lưng em? Nếu mà nói về ai đằng sau lưng em hay là quen biết ai thì chắc là em không quen biết ai cả. Dạ, thật ra thì trước giờ thì em cũng không có thường hay tham gia những cái show, đặc biệt là những cái show lớn như thế này. Nhưng mà có một cái người bạn là cũng đăng ký tham gia chương trình này thì có rủ em đi. Thì em nghĩ rằng là giống như là tự nhiên cái thời điểm đó em cảm thấy là thôi mình cứ đi thử xem như thế nào. Nếu nói về để có em nghĩ gì lúc mà em đi á thì thật ra em không nghĩ gì hết. Em đi thi thì em phải nghĩ là mình mong muốn gì ở cuộc thi, và mình muốn chiến thắng, mình muốn nổi tiếng, mình muốn kiếm tiền, mình muốn có sự nghiệp. Em phải đi thi, em phải có mục tiêu chứ. Nhưng mà thật ra khi mà em tham gia thì em cũng không nghĩ gì nhiều. Em chỉ nghĩ là mình tham gia để mình được để mọi người nhận xét về giọng hát của em như thế nào. Còn nếu mà cơ may cái chuyện mà khi mà em được vào sâu hơn thì đó là cái chuyện là lúc đó em mới suy nghĩ tiếp. Thì khi mà em đăng ký tham gia như vậy là em còn nhớ em định là buổi sáng hôm đó là em sẽ đến. Nhưng mà cuối cùng là em thay đồ xong hết rồi em lại nghĩ thôi chứ mình không tham gia, rồi em lại thay đồ lại. Rồi cuối cùng là buổi chiều thì cái cậu bạn mà thi chung với em á, cậu bạn nói là ủa anh Đức đang ở đâu, anh Đức đến liền giùm em tại còn có vài giờ đồng hồ nữa thôi là người ta lại không có nhận nữa, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Thì thế là cái buổi casting đó. Dạ, cái buổi casting thì em mới chạy đến. Em chạy đến và khi mà em đứng ở trong phòng, em nhớ là ngồi xong mà em nhìn xuống cái có cái kính ở dưới đó, em nhìn em thấy ở trong là rất là nhiều nhạc sĩ. Là em thấy là em nhớ là lúc đó là như có anh Hoài Sa, có anh Nguyễn Nhiên, có anh Nguyễn Hoàng Duy nữa. Em định đi về lần nữa. Tại vì anh là em cũng đi về luôn. Dạ, em sợ lắm. Tức là em cảm giác là ở ngoài đây á, thì là tất cả các bạn thí sinh ai cũng rất là nóng lòng, rất là nóng. Còn bên trong là lạnh giống như là chì vậy đó. Sợ lắm, em sợ lắm. Rồi khi mà em vào, em nhớ cái lúc đó là em lên em hát thì em hát một cái sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thì lúc đó thì các anh có nói là em ơi bài này chưa phù hợp với em. Em hát bài nào? Dạ, em hát bài Hà Trắng thì mới chỉ hát Hà Trắng hả? Dạ, em chỉ hát được hai chữ Hà Trắng thôi là các anh cứ dừng lại. Các anh kêu thôi đừng bài này không chưa phù hợp với em. Em đổi bài khác được không? Thế là em lại tiếp tục hát một bài Đông của nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Tức là em tính chơi bốn mùa luôn. Hà Trắng không ổn thì em chuyển qua Đông. Lúc đó thật ra đấy, em biết không là mấy anh kêu ngưng là em đứng tim luôn rồi. Em tưởng là tôi chắc rớt thật rồi. Không, thêm bài nữa đi. Cái em hát bài sau, em hát được 4 chữ thì các anh cũng kêu ngưng lại. Rồi chuyển qua Thu Quyến Vũ. Các anh kêu ngưng lại, các anh nói là bây giờ em ơi bây giờ anh cảm nhận được cái năng lượng của em nó tươi vui. Thì em có một cái bài nào tươi vui không? Thì lúc đó là coi như là em nhớ đến một cái bài, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân, là 60 năm cuộc đời. Thì em hát hoài mà không thấy mấy anh cho dừng. Em cứ vừa em phải hát đủ 60 năm em mới được dừng. Anh biết không, em vừa hát rồi em cứ vừa nhìn xuống mấy anh. Thì mấy anh cứ ngồi nghe thì em cứ hát tiếp. Thì tới sau đó thì em mới nhìn ra là em thấy là các bạn thí sinh bên ngoài là cũng ngó vào để xem. Thì cuối cùng xong là em nhớ rất là vui là mọi người vỗ tay cho em. Và nói là may là em chọn cái bài này cuối cùng. Chứ nếu mà em mà giữ hai bài kia mà em không hát những bài và thay đổi cái phong cách thì là chắc là em không được chọn vào. Thì cuối cùng thì em được thông báo là em là casting chắc gọi là thành công phần nào. Thì chờ để anh chương trình sẽ báo thêm về thông tin cụ thể sau. Anh muốn biết là cái bởi vì anh có xem tập của em là tập đầu tiên, và anh cảm nhận là em rất là thoải mái trên sân khấu. Nhưng mà anh cũng biết là hình như là em chưa
hình như là chưa bao giờ đứng trên sân khấu lớn đúng không? Chưa, đây chưa. Có thể nói là sân khấu lớn đầu tiên của em trên sóng truyền hình quốc gia. Yeah. Một chương trình được đầu tư rất là hoành tráng với những gương mặt có thể nói là kỳ cựu của làng nhạc Việt. Thì cái cảm giác khi mà đứng trên sân khấu của tập 1 nó như thế nào? Đối với em á, là The Cover Show Sắc Màu Thời Gian là chắc là một trong những cái dấu ấn mà phải là to lớn nhất cho đến hiện giờ trong cuộc đời của em. Trước giờ em chưa dám đứng trên một sân khấu nào lớn, và bởi vì bản thân em cũng suy nghĩ rằng là giọng hát của mình chắc nó cũng ở một cái chừng mực nào đó thôi. Còn nếu mà để hát ra những cái nhỏ nhỏ thì được, nhưng mà nếu mà để mà đứng trên sân khấu lớn như vậy là không bao giờ, cái không bao giờ đủ. Cho nên là anh biết không, khi mà báo cái lịch mà để mình tổng duyệt trước đó anh, thì cái lúc em tổng duyệt là bởi vì em lên khoảng 7-8 giờ còn sớm, cho nên là cái phim trường lúc đó là các anh vẫn còn đang đục khoan rồi và các thứ, thì em chỉ hình dung là thì cái sân khấu nó cũng to vậy thôi. Nhưng mà sau đó thì tới buổi chiều em quay trở lại để em được tập với các anh trong ban nhạc á, thì là em thấy là cái sân khấu đèn bắt đầu lên lấp lánh hết tất cả, rồi còn một sân khấu nhỏ, rồi có một cái nhịp cầu qua một cái sân khấu lớn, rồi bắt đầu là chạy đèn, chạy ánh sáng, tất cả là lúc đó là em không thở được luôn. Lúc đó là giống như là em bị choáng ngợp. Rồi khi mà các bạn khác lên tập thì em thấy là thôi rồi, là mình cũng các bạn hát quá hay và chương trình được đầu tư quá nhiều và được hát với một cái ban nhạc đó, thì các bạn cũng là những người cũng đi hát, các bạn nói với em là ai mà yếu bóng vía đó gặp cái ban nhạc này là chắc là chết dở. Tại vì các anh đều rất là chuyên nghiệp và các anh đều rất là lâu năm ở trong nghề rồi, thì cái khoảnh khắc mà em được tham gia như vậy thì em rất là hạnh phúc. Em cảm thấy là em hạnh phúc thật sự. Cái khoảnh khắc đó nó mới lạ với em. Tất cả nó đều là những cái cảm xúc mà em không biết diễn tả như thế nào. Nó cứ giống như là ai đó là bóp người em lại, em bị nghẹt, em cũng không thở được. Là nhưng mà mọi thứ đều mới lạ với em. Em được các bạn dẫn đi make up, rồi sau đó em được tập nhảy giống như là ca sĩ chuyên nghiệp vậy đó. Có tới là khoảng, em nhớ là khoảng là gần 10 bạn nam nữ rồi nhảy với em. Rồi các bạn nói là anh cố lên, anh đừng có sợ, tụi em sẽ hướng dẫn anh cái này cái kia. Rồi được lên rồi được thấy là tập của em là có mời chị Phương Thanh, rồi có mời chị Hồ Lệ Thu, rồi nhạc sĩ là nhạc sĩ Phương Uyên và anh Nguyễn Hồng Thuận. Đều là những người mà chắc mình chỉ thấy trên báo, trên tivi thôi chứ mình không thấy ở ngoài. Thì rất là hồi hộp, sợ lắm, nhưng mà khi mà được hát thì cái câu đầu tiên khi mà em cất lên thì em thấy khán giả vỗ tay, thì tự nhiên giống như là một cái mồi lửa bùng em lên. Thì lúc đó là em làm những cái giống như em không có làm chủ được nhiều lắm, cho nên là có những cái là em cứ thoải mái với cơ thể của mình nhất. Sau cái phần biểu diễn của mình á, thì khi mà em giành chiến thắng á, thì lúc đó trong đầu em nghĩ gì? Em nghĩ là wow, đây nó sẽ là một cái cánh cửa mở ra cho mình những cơ hội mới, và mình sẽ có những mục tiêu khác để vươn tới. Em có nghĩ rằng với The Cover Show nó đã mở cho em một cái cánh cửa mới và em muốn phát triển nó và biết đâu trở thành một ngôi sao sáng? Thật ra cái lúc mà em vừa được nghe anh MC nói là và đây là số điểm của Trọng Đức, thì lúc đó em quay sang em nhìn màn hình thì lúc đó mọi thứ nó trắng hết đối với em. Không nghĩ là nếu mà khán giả xem thì sẽ thấy có một cái đoạn là em nhảy như con nít vậy đó. Tại vì em không tin là sự thật. Em nhảy lên thì lúc đó em thật sự trong suốt mười mấy phút trên sân khấu được nhận cầm tờ giải thưởng rồi chụp hình với lại các anh chị là em không nghĩ gì hết. Em không kịp để nghĩ bất kỳ một cái gì hết. Em chỉ thậm chí là em cũng không có tận hưởng cái niềm vui đó, tại vì mọi thứ nó đến bất ngờ quá. Em không nghĩ được một cái gì cả. Mà đặc chị em chỉ biết là em xúc động rất là nhiều. Sau khi cái xong thì em đi về trên cái lối đi đằng sau hậu trường, thì lúc đó tự nhiên em khóc như một con nít luôn. Em không biết tại sao là tự nhiên em khóc quá trời luôn. Rồi kìa, em chỉ nghĩ rằng là hình như là mình ý là hình như là mình giống như là mình
cái thời điểm đó là em chỉ muốn không phải, tại vì em đến với chương trình thì em rất là bị tự ti, tại vì mình mới quá, mình không có biết mà mình lại được làm việc với lại những cái bạn rất là... Anh xin miếng giấy coi. Anh cũng hay khóc lắm nên là em là hay bị khóc nhè đó. Ý là cái em đến với cuộc thi là tự bản thân mình, cho nên là em không nghĩ là mình có được chiến thắng này. Và cái lúc đó là anh biết không, ở phim trường thì cũng rất là xa nhà em. Lúc đó em gọi cho mẹ của em là em nói rằng là mẹ chạy xuống dưới nhà, mẹ kêu bà ngoại dậy. Rồi mẹ gọi em trai dậy, rồi mọi người chờ con có việc thông báo. Con kể cái mẹ hỏi là cái gì vậy, tại vì khuya mình gọi thì người lớn cũng sợ là cái chuyện gì. Cứ hỏi thằng chủ gì vậy đó, con không nói được bây giờ đâu, bây giờ đợi con về. Thì lúc đó là em chỉ muốn kể cho mẹ em nghe. Thì khi mà em về em thông báo thì nhà em vui lắm anh. Giống như là mọi người nhảy tưng tưng tưng, bà ngoại chân đau bà ngoại cũng nhảy luôn, thì rất là vui. Và coi như đêm đó thì nhà em ngủ rất là trễ, ngồi nói chuyện với nhau rồi mẹ hỏi là tại sao sao con lại giấu, không có kể là đi thi như thế nào. Thì em mới nói là tại vì con cũng nghĩ là con không thành công trong chương trình này. Cho nên là em mới nói là sắc màu thời gian là một cái gì dấu ấn rất là đặc biệt trong cuộc đời của em. Còn về những dự định sau khi chương trình á, thì em nghĩ rằng là em sẽ đi tìm những cái lớp học về thanh nhạc. Để em sẽ, tại vì mình muốn đứng trên một sân khấu chuyên nghiệp, hoặc là mình muốn thực sự sống với giọng hát của mình, thì em nghĩ là mình cần phải học tập về âm nhạc nhiều hơn. Và còn một cái nữa là em chắc chắn phải đi học vũ đạo. Tại vì em xem lại trên TV á, nhiều lúc em nhảy giống như là em giặt đồ. Bạn anh xem em biểu diễn thì anh nghĩ là em có rất là nhiều năng lượng, và em chưa biết tiết chế cái nguồn năng lượng đó của mình. Đôi khi nó là cái điều rất là hay, bởi vì trong một cái chương trình mà anh thấy là rất nhiều những em là một cái màu sắc khác biệt hoàn toàn với những nhân tố còn lại. Họ đều hát những ca khúc rất là nặng và rất là có thể nói là về mặt tình cảm nó có phần nào đó hơi nặng đô. Còn em như là một cái nguồn năng lượng tươi mới, tích cực, nhẹ nhàng. Và anh nghĩ đây là một cái điều thú vị, và có thể vì vậy mà nó đã giúp em một phần nào đó gây được dấu ấn khác biệt hơn so với những thí sinh khác. Nếu mà trong tương lai anh nghĩ là những gì mà em tự cảm nhận được ngày hôm nay, em phải đi học vũ đạo, em phải học thêm về thanh nhạc, thì anh nghĩ cái điều này là cái điều em nên làm. Vì có tố chất là tốt, nhưng mà tất cả cái tài năng nó phải được mài giũa. Và anh tin là với cái độ tinh tế, cái sự tình cảm, và em là người giàu cảm xúc, cái điều đó rất là tốt. Anh mong là em sẽ thành công hơn nữa. Anh mong là em sẽ có nhiều dịp để tỏa sáng trên sân khấu. Và anh cũng mong thấy em ở một cái hình ảnh khác. Nó không đơn giản là với những ca khúc nhẹ nhàng, có thể nói là không quá nặng nề về mặt tình cảm, nhưng mà để thể hiện những ca khúc như em nói là khi em hát Hạ Trắng và các anh chưa thích, thì anh mong là trong tương lai em sẽ chinh phục được những tai nghe khó tính nhất với một cái thể loại âm nhạc khác và một cái khía cạnh khác của tâm hồn nghệ sĩ của em. Thế là chúc mừng em. Cảm ơn em. Tôi thích hát mãi cho anh bạn này, vì anh thường khen tôi hát mê say. Cuộc đời bao năm đâu mà không hát tình yêu cho ta, niềm tin vào cuộc sống. Thôi quên sầu đi, đừng lo cho ra đi.